bệnh chặt tay hơn bà kia nhưng chậm. 님은 석권동네에 쓰고 他至少是名字他不会说普通话 说你们那广东本地方言 越南姑娘没有闷中国姑娘漂亮 Thì ông coi mình mua đúng không? Ông ơi, đuối này. Cái này Thảo đi, Thảo không chung rồi. Đây là cái Thảo mình mua đúng. Các bạn nhìn thấy cái dòng nước xanh của đây gọi là sông Trường Giang. Đây là sông Trường Giang này nhỉ? Hay là sông gì, sông Đà Giang đúng không? Là nguồn nhánh của sông Đà Giang. Cuộc sống khá là thanh bình và nhẹ nhàng. Qua đi 1 giờ đêm nhưng quá giá đông là mất tiêu. Bây giờ hành trình chúng tôi đang đi kiếm quán cà phê sau 2 ngày đang làm việc ở đây. Quán cà phê, bạn có thể nhìn thấy là cái bờ sông mà nó khá là phồn vinh. Bây giờ một điều kiến trúc đặc biệt, còn ở phía xa xa kia thì nó là trắng rồi, nó khá là bình thường. Đây là bể cá của quán cà phê. Đường lên cầu thang. Đúng rồi, em đang còn nghèo, em đang tán tỉnh. Em đang tán tỉnh nghèo. Như nhóm nhầm thì ra được nghèo được. Ôi ôi, mân mê sợ mẩn nó, người ta gọi là lạm tình dục. Lạm dụng tình dục là được đấy. Nhìn xa là em mèo béo kinh khủng, giống như cục thịt gà gì mà nó lại tròn đục ngủng này. Đây là gà sữa. Em mút cái gì qua mặt ra đây, vào này đi, vào đi, vào đi. Được rồi. Thế sao vậy?